Hello, xin chào các bạn, mình là Kim Long Trong đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con web cực kỳ là ngon để các bạn có thể đào được tất cả các loại đồng coin có trong ví VoicePay. Phần link mình để dưới phần mô tả video nhé. Khi mà các bạn nhấp vào phần link ở dưới phần mô tả video thì nó sẽ ra một giao diện trang web như thế này. Các bạn chỉ cần kéo xuống và các bạn nhấn vào nút đăng ký. Khoản đăng ký này rất đơn giản ha, các bạn chỉ cần nhập địa chỉ email, tên của các bạn, password và các bạn nhập lại password một lần nữa. Riêng ở phần này thì các bạn nào đã có ví Express Crypto thì các bạn nhập địa chỉ của ví Express Crypto vào. Còn những bạn nào mà đang sử dụng VoicePay thì các bạn lưu ý là các bạn không có nhập địa chỉ email ở đây ha. Thì ở đây có nói rõ nè, hãy dùng một cái link của Bitcoin nha, mà nó đã liên kết và bắt đầu từ số 1 đến số 3. Thì ở cái phần này á, mình đã hướng dẫn các bạn thông qua cái video lần trước mình là làm sao để lấy được cái địa chỉ ví từ cái sàn giao dịch Remitano. Thì các bạn có thể coi lại video này hướng dẫn, hoặc là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách ngắn gọn xúc tích nhất ha. Thì cái phần mà link đăng ký cái ví Remitano thì mình để dưới phần mô tả video nha. Các bạn chỉ cần nhấp vào, xuất hiện như một cái giao diện trang web như thế này. Các bạn nhập vào đăng ký. Rồi các bạn đăng ký bằng Google thì các bạn nhấp vào đây, đăng ký Facebook nhấn vào đây, đăng ký email nhấn vào đây. Sau khi đăng ký xong thì các bạn cần phải vào Facebook, vào email hoặc là vào địa chỉ Google của mình để các bạn xác nhận, lúc đó các bạn mới thực hiện được nha. Sau khi mà các bạn đã đăng nhập thành công vào ví Remitano thì ở đây có một cái mới của cái Remitano, tức là nó ra một cái đồng Renex mà các bạn có thể đào miễn phí 24 tiếng thì nó sẽ đào một lần. Thì các bạn muốn đào các bạn chỉ cần nhập vào phần mining Renex, đồng là đồng Renex nha các bạn, của sàn Remitano luôn. Thì ở đây lúc các bạn mới nhập vào đó chỉ là 0.01 Renex 1 giờ, tức là một ngày các bạn được là 0.24 Renex, tức là các bạn sẽ đào miễn phí nha. Các bạn nhớ là cứ một ngày 24 tiếng thì các bạn phải vào và các bạn nhấp khai thác. Và khi mà các bạn nhấn khai thác này á thì ở đây nó có hướng dẫn các bạn rất là rõ nè. Các bạn phải tải một cái ứng dụng Remitano xuống, đăng ký tư cách là người dùng nè. Bước 2 thì các bạn phải hoàn thành cái xác minh số điện thoại với cách bước đơn giản. Thì khi mà các bạn làm cái bước này thì nó có những cái bước hướng dẫn các bạn làm rất là dễ ha. Và bước 3 thì các bạn cần đăng nhập vào và các bạn làm. Thì cái này nó chỉ có thể đào ở trên điện thoại hoặc là trên iPad thôi, ở trên trang web thì các bạn không có đào được ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái vấn đề chính là các bạn phải lấy cái địa chỉ của cái thằng Bitcoin. Thì các bạn nhờ bản điều khiển, các bạn vào phần ví. Thì tại sao các bạn phải lấy ở Remitano mà các bạn không lấy ở những ví khác? Tại vì các bạn nhớ cái điều khoản của nó để bắt đầu nè, những cái link nào của Bitcoin bắt đầu bằng 1 hoặc là 3. Thì ở đây á, cái thằng ví Remitano các bạn muốn lấy link của nó, các bạn nhấn vào nút nạp nha. Thì các bạn thấy nó bắt đầu bằng số 3 nè, tức là nó sẽ được áp dụng. Còn những cái ví khác, ví Trust hay là ví VNDC thì mình không biết, mình không có xài. Nhưng mà nếu mà nó bắt đầu không phải là số 1, không phải số 3 thì các bạn sẽ không làm được ha. Và sau khi vào phần nạp của Bitcoin, các bạn chỉ cần copy cái đường link này ha. Rồi các bạn qua bên ví VoicePay, rồi các bạn vào phần link address nè. Rồi các bạn dán cái đường, các bạn dán vào. Rồi các bạn đặt tên cho nó là Remitano và BTC, tức là Bitcoin. Rồi các bạn chọn ở đây là đồng Bitcoin nha. Chọn đồng Bitcoin thì các bạn nhấn link. Thì sau đó nó sẽ xuống dưới đây, nó sẽ hiện ra. Thì sau khi mà nó đã cập nhật vào đây rồi thì các bạn chỉ cần copy lại cái đường link đó, rồi các bạn qua bên trang web này các bạn dán vào. Xong rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện unlock robot, các bạn nhấn nút register để các bạn đăng ký là được nha. Các bạn lưu ý là nếu như mà các bạn không có dán vào đây á và các bạn sử dụng cái đường link ở bên deposit này á thì sẽ không được nè. Nó nói là do not use deposit address, tức là không được sử dụng cái địa chỉ của deposit. Các bạn lưu ý nha, cái phần rất quan trọng. Sau khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ ra giao diện trang web như thế này. Thì các bạn sẽ login vào nha. Các bạn sẽ nhập địa chỉ email và password hồi nãy các bạn đăng ký, và các bạn nhấn vào node robot để các bạn nhấn login. Sau khi các bạn login vào thì nó sẽ ra giao diện trang web như thế này ha. Thì đây sẽ có những nhiệm vụ để cho các bạn làm, thứ nhất là phần shop link. Ở đây các bạn cứ thực hiện những cái phần shop link thì các bạn sẽ được 26 CB nè. Sau khi mà có 26 CB thì tổng cái số CB các bạn làm được nó sẽ nằm ở đây ha.
các bạn cứ lên những cái CV này ở đây. Và có một cái nữa là các bạn có thể xem những cái quảng cáo. Các bạn coi cái quảng cáo này trong vòng khoảng gần 30 giây á, khoảng 30 giây thì các bạn sẽ nhận được 6 CV. Đó, tùy theo những cái quảng cáo các bạn sẽ có số CV ha. Và có số CV này rồi thì các bạn chỉ cần qua cái phần mà process. Thì ở đây mình có tổng là 74 cái CV sau khi mà mình đã làm một vài cái shop link, tức là mình làm một vài cái xem quảng cáo ha. Thì thời gian ở đây là 5 phút. Mình sẽ claim một lần vào một, và ở đây 37 lần claim này nó phụ thuộc vào cái CP mà các bạn đã claim được ha. Thì ở đây là 74, thì mỗi lần claim của nó là 2 CP, thì tính ra là mình sẽ được 37 lần claim. Và cái giới hạn của nó là phụ thuộc vào các bạn làm được bao nhiêu cái shop link và các bạn làm được bao nhiêu cái click. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn nhấn phần claim reward, các bạn check vào đây, các bạn thực hiện nhiệm vụ. Chapter là máy kéo 1, 2, 3, verify. Sau đó các bạn sẽ chọn đây, nó có rất nhiều đồng cho các bạn claim ha, như Bitcoin. Các bạn thấy không, 2 CB sẽ được 3 Bitcoin nè. Dot 2 CB thì được là 410.392 dot. Bitcoin, các bạn muốn lên đồng nào thì các bạn chọn đồng đó nha. Và các bạn chỉ có tốn 2 CB thôi. Đó. Phần tròn là 1.518.971 phần tròn luôn, rất là cao nha các bạn. Ở đây mình đang tập trung là đồng đó, mình sẽ claim đồng đó cho các bạn coi. Các bạn chỉ cần nhấn claim, các bạn có thể thấy nó là 418.373 satoshi đó đã chuyển về cái ví của mình ha. Mình qua bên Foxbay để mình coi, refresh lại. Rồi kéo xuống, bạn thấy không, 418.373 đồng Dog này đã về ví của mình rồi nha. Còn thêm một cái nữa là nếu mà các bạn mà không có thời gian 5 phút làm một lần thì các bạn có thể qua phần auto full set nè. Nhưng mà cái phần auto full set này thì nó tốn nhiều cái CP hơn, nhưng mà cái lượng mà đem về của mình thì nó sẽ rất là ít. Ví dụ như là thằng Dog nè, ở đấy thì mình chỉ tốn 2 CP thôi là mình đã được hơn 410.000 rồi. Còn cái này là 4 CP 82.000 thôi, nên là những cái mà nó tự động thì cái đồng Satoshi mà nó rút về ví của mình thì nó khá là ít nha. Nên là các bạn cứ làm những cái process bằng thủ công nó sẽ được nhiều hơn ha. Và các bạn chọn đồng nào thì các bạn phải nhớ tích vào đây. Đó, các bạn nhớ tích vào, các bạn không tích vào thì nó sẽ không lem nha. Và các bạn tích vào thì nó sẽ tự động lem, nhưng mà các bạn phải để màn hình giữ nguyên. Các bạn có thể qua những cái trang web khác nhưng các bạn phải để giữ nguyên, nếu mà tắt màn hình hoặc tắt laptop thì nó sẽ không về lại ví các bạn nha. Ngoài ra thì trên đây cũng có những cái nhiệm vụ khác như Offerware nè, Lottery, Roulette. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.